Tôi cảm tạ Chúa vì Chúa ban cho trong chấp phận xuất động chúng ta có các giáo xứ, các cộng đoàn đức tin sống động. Trong đó hôm nay tôi gặp được cái cộng đoàn này, cộng đoàn giáo xứ Thánh Chúa Trời. Tôi cảm tạ Chúa và tôi cũng rất vui lòng nhìn thấy các con em của chúng ta hôm nay đang đi đến thiện sự. Các em nhỏ nhỏ, các em cũng đã đến tuổi nhiều hơn một chút lại đi đến thiện sự hôm nay, cũng sẽ cách nhau 1-2 tuổi nào. Nhưng mà tất cả có khuôn mặt hết sức dễ thương, ngoan ngoãn đạo hạnh. Mà được như vậy đó là bởi vì có các gia đình sống được đi thương yêu nhau. Rồi trong giáo xứ, tất cả giáo xứ cùng nhau sống được đi để gây nên được một bầu khí đạo hạnh hân hoan thương yêu nhau. Hơn bao giờ hết chúng ta hiểu được cái tầm quan trọng của bầu khí. Khi chúng ta về thành phố lớn, cho dù chúng ta khỏe, chúng ta cũng cảm thấy có thể mệt chóng mặt. Thì bầu khí một ngày vì khí hậu bị ô nhiễm. Nhưng khi chúng ta về miền quê, lên núi cao, chúng ta thở khoan khoái vì khí hậu trong lành. Thế thì khi trong gia đình, trong giáo xứ có khí hậu trong lành, có cái bầu khí đạo hạnh, bầu khí thương yêu nhau, thì con cái của chúng ta nó hít thở ngày đêm. Cha chính xứ, các anh chị giáo lý chính xứ, cha phó xứ, các anh chị giáo lý viên cộng đoàn có dạy bảo các em nhiều đi chăng nữa, một tuần được mấy tiếng học. Về nhà cha mẹ có dạy bảo con cái mình cũng nói được ít câu tiếng nọ tiếng kia vậy, rồi phải đi làm. Nhưng mà bầu khí thì con cái của chúng ta nó hít thở hàng ngày, cả đêm nữa nó cũng hít thở. Bầu khí đạo hạnh thương yêu nhau, đạo cần bầu khí theo Chúa, công bằng ngay thẳng, tất cả là bầu khí. Thì các con em của chúng ta nó hít thở cái bầu khí đó, nó lớn lên. Vì vậy nó diễn tả ra qua cái khuôn mặt dễ thương, ngoan ngoãn, đạo hạnh. Tôi muốn nhân dịp này để cảm ơn các gia đình của giáo xứ Thánh Chúa Trời và cách riêng các gia đình của các em lãnh bí tích thêm sức hôm nay, cũng gửi về lời cảm ơn cho các gia đình và cho giáo xứ Thánh Mikael và Lão Bình và các em hôm nay được lãnh bí tích thêm sức. Ông trưởng ban lãnh giáo đã nói lên lời cảm ơn tất cả mọi người rồi, không còn thiếu một ai cả. Có lẽ còn thiếu nữa, chưa ai cảm ơn ông trưởng ban lãnh giáo thôi. Để tôi cảm ơn ông trưởng ban lãnh giáo và tất cả ban lãnh giáo. Nhưng mà tôi có một vài lời muốn cảm ơn sau khi đã cảm ơn các gia đình rồi. Để tôi cảm ơn tất cả giáo sư đang dấn thân sống đức tin. Mỗi người dấn thân thì quý đạo được cái bộ khí này. Và